Đây tôi đi đây ông ơi. Đây. Thầy vừa làm trong sườn kêu inh này lên. Mẹ phải bế ra ngoài đây. Nhìn thấy bà nó ngước đầu lên đây. Tony, Tony. Tony kêu đây. Đòi ăn phải không? Đòi ăn phải không nào? Đi ngâm sữa nha. Đâu sữa đậm? Dạ con lại để sát nữa. Đây 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 có ngay sữa đây. Đây nha, đây là cái bình để hâm sữa nha. Sữa cho vào đây nha. Đấy. Đấy, đây là cái bình này là để tẩy trùng đồ ăn này. Để sữa này. Đấy, đây là khô. Khô sữa này. Khô bình chai này. Đấy. Còn cái loại sữa này là cái sữa mà Tony ăn đây này. And family thế này. Đấy. Đấy. Đây. Từng này hộp sữa nhà nước cho này, còn một từng này nữa ở trong buồng này. Đấy. Ăn không xuể. Mà ông cứ lo. Đấy. Bình này là quay này. Một lúc nóng lên là cho. Tôi bố. Đây là cái bình để phả nước, hơi nước khi mà thời tiết khô. Đấy. Đấy, trở về cái đèn vàng tức là nhiệt độ giảm xuống. Hết đèn vàng là nhiệt độ lại tăng lên. Đấy, tự động. Nóng cho cậu ăn. Gió vẫn ầm ầm kìa. Bây giờ là mấy giờ nào? Bây giờ là 6:10. 6:10. Nào xem sữa nóng chưa nhá. Sữa nóng chưa nào? Ôi dồi ôi, nhiều nước quay lên ơi. Không, phải cầm tay đấy. Không mà nó tràn. Cầm tay đấy nhưng mà làm thế nào bây giờ nó nóng như này giờ mà nhựa đành cầm cái túi mình nâng lên thôi tính rửa nóng lắm này này nóng lắm rồi không biết nóng lắm bây giờ mình thử xem là độ nóng chưa. Tony ơi, tôi y này, quay lại đây nào, em à, em ơi, quay lại đây ăn sữa nào, em à, em ơi, mẹ quay em xem phía bên này nhá, sữa nào, xem phía bên này này nhá, mình đi đi sữa nè. Mẹ cho con xin một cái đây. Đây là khăn này. Đấy, đây là tủ quần áo nha. Đây là tủ nha. Lấy khăn nha. Này, khăn này. Tân đi, tân đi. Ê, chưa, vẫn còn sữa thì ăn gì vẫn còn sữa. Vẫn no thì ăn lại chứ. Ăn có chớ không? Hay là cái sữa nó đọng ở bên má? Kiểu chắc là để cho xem. Kiểu cũng kiểu đòi ăn vậy. Chứ một bình như này mẹ nghĩ là ăn. Ừ, không, con không cho nó ăn hết cái chỗ này. 3 ao. Chờ tí nhé. Em biết em đang được quay không?
quay video clip không? Ông đang ở Điện Biên đây hay Sơn La nhỉ? Ông lên ông dự 30 tháng 4 ở Sơn La, ông phải vào Sài Gòn mới đúng chứ. Kỷ niệm 34 trên Điện Biên Phủ. Ăn được chưa? Bữa đi xong rồi ăn thế nào? No không? Ây da, ây da, ây da, cái chân ơi nè, cái chân ơi. Cái chân ơi, này 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 nè. Cái mông ơi, không ủng nữa nè. Ăn chưa để bà chấm dứt clip không rồi, cái mải nhìn vào đây. Bà cứ chấm dứt đi. Chấm dứt nha. Rồi ăn rồi. Tập trung không ăn được. Ê, em à, em đói chưa? Em đói đói chưa? Ê, em muốn muốn ăn chưa? Ê, em muốn 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 ăn chưa? Ăn á. Ăn á. Ăn không? Có ăn ăn không? Ê, ăn một ít nhá. Ăn không? Ăn một ít ít nhá. Nghĩ là chưa đói lắm. Vừa con, tim con cứ cho nó ăn một tí mà. Nó đúng giờ thì nó sẽ ăn lúc 3 giờ. Tí tí mẹ con. Ừ, có ăn thêm một tí không? Ừ, nãy giờ ăn ít mà. Nè,